Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Bút Tiến. Và ở trong ngày hôm nay thì mời mọi người hãy cùng Vân tìm hiểu một bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Canly. Đây là một bộ sản phẩm mang hơi hướng tự nhiên và cổ điển, sẽ phù hợp cho những cái căn biệt thự nè, hay là những cái khu spa đang mang hướng tới thiên nhiên. Chính vì vậy mọi người có thể thấy đầu tiên đó là cái lavabo đặt bàn của mình. Đây là cái mẫu lavabo đặt bàn theo cái kiểu tô hình tròn, và nó sẽ được làm bằng cái chất liệu đó là tre gác. Đây, được các nghệ nhân mài nhẵn, và ở đây thì cũng sẽ là có cái lỗ để mà chúng ta đựng cái bộ xẻ. Mình sẽ đo thử cái đường kính của cái lavabo này nha. Cái lavabo này có cái đường kính sẽ là 42 cm. Đây đó. Và mình sẽ đo cái chiều từ cái mặt bàn lên. Đây, chiều cao nó sẽ là 13-14 gì đó. Rồi, thì mình cũng có thể kết hợp chung với nhiều cái mẫu vòi khác nhau, những cái mẫu vòi nó cổ cao một xíu để mà tăng thêm cái sự cổ điển cho nó, thì mình có thể chọn cái vòi màu đen như thế này. Và cái chiều cao của vòi sẽ là khoảng 16 cm, và tâm từ cái đầu vòi đi vào sẽ là 13 cm. Đây, vòi thì cũng sẽ được thiết kế với hai chế độ nóng và lạnh đi kèm gật gù. Đây mọi người có thể thấy cái phần gạt vòi á, nó sẽ được thiết kế nó hơi mềm mại một xíu để mà tạo điểm nhấn cho cả cái không gian này. Và tất nhiên rằng bạn cũng sẽ không thể nào thiếu đi cái bộ phụ kiện. Bộ phụ kiện đây thì cũng sẽ được làm bằng đá cuội tự nhiên và được mài nhẵn. Hay mọi người có thể thấy nó sẽ có màu sáng, màu trắng nè, và có những cái vân đen ở đây. Đây, bao gồm một cái kệ đựng xà phòng này, một cái kệ để mà đựng bàn chải, kem đánh răng, và một cái bình để mà chúng ta có thể xịt một chút nước rửa tay chẳng hạn. Thì đây là một cái chọn bộ sản phẩm các bạn cũng thể kết hợp chung với lại mặt đá này, mặt gỗ này, hay là khung sắt cũng được. Thì để mà có thể biết thêm những thông tin chi tiết khác, các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin hẹn gặp lại mọi người ở một video sau. Chào tạm biệt.